Xin chào các bác ơi. Lại đây em đây các bác nhá. View cho bác một con điều hòa máy 10.000 BTU. 10.000 hay là máy 9.000 thôi. Máy 10.000. Máy 10.000 BTU các bạn. Máy 10.000 BTU các bạn. XS255C. Đây XS255C đây. Đây các bạn, máy 10.000 nhá. Đây, máy 10.000, sử dụng nó phòng 15 m², con này con VIP có tên lửa. VIP có tên lửa các bạn. Con này thì nó, cái đặc điểm của nó thiếu một cái viền ở đây. Thì em bán toàn để các bác là thiếu viền nhá. Em ngại đi mua viền, tôi cứ bán thiếu viền cho các bác. Nói chung là chạy thì là hoàn hảo luôn. Đã test chạy ok rồi, hoàn hảo rồi. Nhá các bác nhá. Nó chỉ bị thiếu viền thôi. Đây này, thiếu cái viền trên này, các bác thấy chưa? Nhưng nói chung là chạy ok. Mã XS thì nói chung các bác là nó là mã dàn xanh của thằng Panasonic đây cơ. 10.000 dàn xanh. Đây này. Dàn xanh ghét này đẹp luôn. Đây các bạn. Đây nhá. View cho các bác toàn cảnh cho các bác xem. Đây các bạn. Đấy. Đấy, 10.000. Rất đẹp, lóng lạnh rất đẹp. Đây này. Lóng đây, XS255C đây. 9,9 nặng ga một cân ga đây. Gạ chạy ga chạy điện 100V. Tổng khối lượng nặng 36,5 cân các bạn. Kèm chiếc zin bản hết cho các bác nhá. Đồng thì vàng chóe. Đồng vàng chóe luôn. Đây các bác ơi, đồng vàng chóe luôn các bác nhá. Máy 10.000. Chạy ga R32, điện áp từ 100V. Độ tiêu điện của nó là 7.1 đi các bạn. 7.1 đi, mã trích quy được 730W, tổng khối lượng nặng 14 cân. Sản xuất 2015. VIP mã trích quy được các bạn. Với con máy 10.000 thiếu viền này, điều khiển với giá treo màn lạnh đầy đủ cả các bạn. Em bán đầy đủ cả. Em bán cho toàn thể các bác, toàn thể mọi người với giá là 7.500.000 các bác nhá. 7.500.000. Các bác có vít 10.000. Sản xuất 2015. Có gồm điều khiển với giá treo màn lạnh nhưng thiếu viền các bác nhá, thiếu viền. Thiếu cái viền này. Đây, báo luôn các bác là thiếu viền. Nhưng test chạy ok. Thật ra em ngại mua viền ấy, mua cái viền thì tầm 200.000 thôi. Nhưng rất là ngại mua. Thì bán luôn cho toàn thể các bác. Các bác về dùng thì ok luôn. Con máy này dùng mỹ mãn cục đời. Nó là VIP, LIA, là LUX, là đầu G, đầy đủ cả các bác nhá. Đấy các bạn. Rồi. Để cho toàn thể các máy các bác xem này. Máy thì nó là máy dàn xanh. Dàn xanh, đồng vàng chóe. Dàn xanh đồng vàng chóe. Vâng nhá. Và cần cái mã như này cùng với căn phòng diện tích như này 15 m² đổ về, inbox cho em. Cho số điện thoại Zalo của em là 0961519122 các bác nhá. Máy 10.000 sản xuất là 015 này, chạy ga R32. Đầy đủ các tính năng cả VIP của thằng Panasonic các bác nhá. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã xem kênh của em. Rất mong các bác ủng hộ các bác nhá. Cảm ơn các bác rất nhiều.